Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Nói chuyện với đội xe vậy? Em rất là thích đi lâu. Cuộc đời. Đi lâu để ý nhá, từ mùa năm ngoái cũng về với cả đội xe vàng. Đi lâu yellow. Ủa? Trên tay là money machine, đi vô nhà phòng của cả team, luôn luôn phải chân như là phim. Bao money dream, trên tay là money machine, đi vô nhà phòng của cả team, luôn luôn phải chân như là phim. Bao money dream, trên tay là money machine, đi vô nhà phòng của cả team, luôn luôn phải chân như là phim. Bao money dream, trên tay là money machine, đi vô nhà phòng của cả team, luôn luôn phải chân như là phim. Cái mic này bị hư. Alo. Andre got the bang, no cap. You like anyone? My brother. Thank you. Cheers, bro. Cheers. Trà đá hả? Chị đé. Thumbs up. Thưa quý vị, tôi nhận thấy giám khảo Karik nói không được còn uống cà phê, cho nên giọng càng ngày càng khàn đặc. Hy vọng anh quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn một chút. Anh có chuyển qua những đồ uống nhẹ nhàng hơn như nước lọc hoặc sữa. Andre, so you're the one who decide. Một tên duy nhất sẽ tiếp tục cùng team Andre chinh phạt mọi nẻo đường. Chắc đây là cái khoảng khắc mà khó khăn nhất của anh từ đầu đến giờ. Cái lúc mà anh làm nhạc bọn em chắc cũng không khó khăn bằng cái thời điểm này, bởi vì bốn bọn em đều hoàn thành rất là tốt cái topic anh đưa ra. Anh muốn tất cả mọi người đến đây mang một cái năng lượng tích cực, làm cái âm nhạc tích cực cho tất cả người nghe, khán giả, bởi vì anh không muốn khán giả khi mà một ngày người ta đi làm việc mệt mỏi về, người ta đã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu rồi, người ta không thể nào mà người ta nghe những cái bài nhạc u buồn nữa. Anh muốn mục đích các em đến đây mang những cái năng lượng tích cực, những cái bài nhạc tươi sáng để cheer up tất cả mọi người lên. Và tất cả mọi người đã hoàn thành rất là tốt. Đi lâu em thì chắc là nhiều kinh nghiệm nhất ở đây rồi. Em đã hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Anh không có cái gì và phải chê ở trong cái bài A-bar của em. Quyết định cuối cùng của anh, anh sẽ chọn Richie đi. Chúc mừng Richie. Gương mặt cuối cùng sẽ được đi tiếp cùng với team Andre. Excuse me. Như vậy là B-Ray đã cứu Nilo. Chúc mừng Nilo là thí sinh đầu tiên sẽ đi tiếp cùng với team B-Ray. I wouldn't change a thing. Hai lần mùa trước và mùa này.
non vàng. Em xúc động quá, em xúc động quá. Khi mà em đứng ở vòng 83 này, em có cảm giác nó rất là sợ, kiểu tim em sắp nhảy ra ngoài. Nhưng mà quyết định của anh B-Ray đã cho em thấy em lại một lần nữa được làm Lucky Boy. Đội diễn với đội xây dựng. Em rất là thích D-Lo. Vì sao B-Ray lại có quyết định này ạ? Em thực ra em rất là thích D-Lo về cái cách bạn đi flow, cái điên cuồng của bạn ở trong nhạc ấy. Sure. Và em cảm thấy là em rất là match với bạn. Em đã theo dõi bạn khi mà bạn là học trò của anh Karik rồi, và tới hôm nay em thấy bạn không được sử dụng một cách đúng ở trong cái của bạn. Có nghĩa là em nói về cách huấn luyện của Andre hả? Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. I mean, ý của em, sorry, ý của em là em... Đừng bối rối. Okay. Nothing to sorry, em không cần phải xin lỗi. Và dạ vâng. Chỉ có một cách duy nhất để em làm cho Andre không thể nói được em, có nghĩa là em hãy làm tốt hơn điều đó. Dạ đúng ạ. That's it. Thật ra là khá là bất ngờ đấy. Như tất cả mọi người ở đây thì ai cũng sẽ nghĩ là Andre sẽ chọn D-Lo. Nhưng mà không, lại một pha bẻ lái rất là ấy. Và cái việc mà B-Ray tung nón vàng cho D-Lo lại càng bất ngờ nữa. Anh thì anh cứ nghĩ là em sẽ lấy nón vàng từ một thí sinh của bên anh cơ. Về với đội của anh à? Nhưng mà rất bất ngờ. Biết là anh nghĩ là em nghĩ hơi nhiều. Dự đoán vậy. Không không, nhưng mà thật sự đó là một chiếc nón vàng rất là xúc động thật sự. Yeah. Và bất ngờ. Nó xúc động bởi cái cách mà B-Ray đưa nó ra, không muốn lãng phí một tài năng và đặt một cái nhân vật với một cái năng lượng tiềm ẩn đúng vào nơi mà nó cần phát huy thì anh chờ đợi em B-Ray. Dạ vâng ạ. Ở vòng thi thứ ba. Let's fucking do it. Let's fucking do it. Let's go, let's go. Mai cửa, mai cửa. Cảm ơn okay. Em, ban tổ chức đã hết tiền. Ok, yeah, let's go. Mở mic cho Andre. Hey bro, hey, good job bro. Chị thay bên nào? Giờ em bé bên về bên người mới. Em sẽ vui cuộc đời. Đi lâu để ý nhá, từ mùa năm ngoái cũng về với cả đội xe vàng. Đi lâu yellow. Nhưng mà tại sao anh lại không chọn đi lâu? Đi lâu nó hợp với yellow em ạ. Andre có gì muốn phản biện không ạ? À không, Andre không có gì phản biện, bởi vì Andre muốn tìm một nhân tố mới cho team của mình. Ok. Và cái người mà phát triển tốt nhất qua cái vòng 2 thì Andre cảm nhận đó là Richie D. Andre cũng muốn một lời cuối cùng cho hai bạn bị loại. Cái cuộc thi này nó là cái bệ phóng nhanh nhất để mà các em tiếp xúc với khán giả, để mà khán giả biết các em. Nhưng mà để mà đi đường dài thì các em vẫn phải trau dồi hơn, vẫn phải học hỏi từ tất cả mọi người xung quanh và nghe nhiều nhạc của thế giới vào. Chúc em may mắn. Cảm ơn Andre. Anh bầu triết lý. Không, mà cho chung đâu, có gì đâu. Hiểu mà. Xung hết đi tụi em ơi, xung hết. SMO Richie Ryder Strand H và Minh Lai. Xin cảm ơn sự huấn luyện rất là tận tâm và những con beat rất tuyệt vời của huấn luyện viên Andre. Và xin được cảm ơn sự công hiến của team Andre the Money Team ở vòng thi đối đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những trận đấu tiếp theo ở 20 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những trận đấu nghẹt thở tiếp theo vào 20 giờ tối ngày sau. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi Rap Việt do V Channel V On cùng với Việt VAC Group Holdings thực hiện. Quý vị và các bạn hãy đón xem trên HTV2. Giải trí và Vion. Mời các bạn cùng nghe một chương trình hơn nha.
Đón xem Hoa Vương thứ 6 đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5 thứ 7 chạy cùng Rap Việt mùa 3 đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ xem sớm nhất trên ứng dụng Beyond.